Đây là Tú, tuổi 18 đôi mươi á. Thì em từng là một cô gái xinh đẹp, từng được biết bao nhiêu chàng trai đeo đuổi, hằng mong ước có được. Rồi một ngày Tú lại chọn một người mà em tin tưởng nhất, có thể làm chỗ dựa vững chắc và em thương nhất làm chồng. Nhưng tưởng cuộc sống sẽ êm đềm, sẽ hạnh phúc như bao cô gái khác, ấy vậy mà khi Tú vừa ngã bệnh thì người chồng kia lại từ bỏ ra đi không một lời từ biệt. Người ta thường nói một câu á, có hoạn nạn thì mới thấy được chân tình. Gần 8 năm qua, một mình và chỉ một mình mẹ của Tú biết bao lần chạy chữa cho con. Thậm chí á, cái ngôi nhà nhỏ nơi mà cả gia đình trú mưa trú nắng, chị Dứa cũng đã bán đi để mong rằng con mình có thể hết bệnh. Nơi mà cả gia đình của chị sống hiện nay là một khu nghĩa địa âm u và lạnh lẽo. Chị Dứa, mẹ của Tú, đã nhiều đêm khóc thầm khi biết con của mình đã vô phương cứu chữa. Chị có nói rằng á, nhìn con gái người ta đi chợ cùng mẹ của mình, chị lại thấy tủi thân và thương cho số phận của con mình. Đối với chị Dứa thì ước mơ lớn nhất á, là nếu đổi được con gái của mình khỏe mạnh á, thì cho dù chị có chết đi cũng cam lòng. Và câu chuyện về Tú, một người con gái xinh đẹp nhưng kém may mắn, câu chuyện về gia đình của Tú, cả gia đình phải sống trong một cái khu nghĩa địa lạnh lẽo, Bùi Hồ xin được phép chia sẻ để mọi người có thể hiểu thêm và đồng cảm. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Tắc Vân thuộc thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Sáng ngày hôm nay nhận được một cái cuộc gọi, mà trong cái cuộc gọi đó thì cô đã rơi nước mắt. Cô cho rằng mình đang gồng gánh phải nuôi một người con gái của mình bất ngờ lâm bệnh. Và đây là một cái mảnh đất mà theo Bùi Hồ nghĩ, đây là trước đây là một cái khu nghĩa địa. Nhà của cô nằm lọt thỏm ở ngoài sau kìa. Để tìm hiểu thêm về cái hoàn cảnh của chị, cũng như là chia sẻ với cô bác quý anh chị biết vì sao chị lại chọn cái cuộc sống nơi này, thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ vào bên trong ha. Mình hay rằng á là dạ. Ôi dạ, người chị chào anh. Ôi chân ô dạ ơi chồng trời ơi trời ơi trời ơi chồng có ôi chị kêu mình vô trong. Dạ, chào mừng. Rồi trời ơi, rồi anh đi vô đi. Anh bị tật từ nhỏ hay sao á? Trời. Thấy đi tội nghiệp không? Chào chị ha. Ủa sao mà chị biết em? Đây hồi sáng đeo mic vô vô. Coi điện thoại á. À. Rồi cái chụp sao thấy. Ờ. Cái điện đại điện chị hỏi chị Hường. Hỏi chị Hường lại. Ờ. Rồi, biết chị Cẩm Hường hả? Gần như là quen lắm á, vậy đường lần chị ở nhà bên kia. À. Rồi ổng bệnh rồi, nhỏ này bệnh mới bán nhà phía bên kia mới qua đây mượn. Rồi bây giờ chị ngồi đi mình sẽ trao đổi sau. Đất mượn hết chị. Dạ đất mượn. Rồi bây giờ thì cũng cơ duyên là em còn ở Cà Mau, thì sáng nay em có nhận được cái cuộc gọi của mình. Thì thật ra thì em chưa hiểu gì về lắm về cái hoàn cảnh gia đình của mình, thì chị có thể chia sẻ cho cô bác quý anh chị mọi người cùng biết được không? Như em hồi đó em với anh hai cha con đó, nó gã rồi nó bệnh rồi chồng mới bỏ, rồi ổng mới bệnh ít từ từ, là hai cha con buồn quá gì á, rồi phát mình bệnh nhiều vậy đó. Thì ổng cũng bệnh nhiều, con nhỏ này nằm chỗ luôn, nó không ngồi nổi, nó nằm luôn rồi đó. Mới thì ra ngoài khóc ướt mồ hôi chứ. Chị tên gì? Chị tên Trần Ngọc Dứa. Chị tên Dứa. Còn con của chị? Tên Tú. Tên Tú hả? Con của chị bao nhiêu tuổi rồi? Tú bao nhiêu tuổi rồi? 26 tuổi rồi. 26 tuổi. Có chồng hồi năm bao nhiêu tuổi? Năm 18. Lúc đó thì Tú như đi đứng như người bình thường không? Bình thường, đám cưới đàng hoàng. Đám cưới đàng hoàng luôn hả? Có hình. Ôi trời. Vậy là bệnh 8 năm rồi. Rồi anh tên gì? Anh tên Thích. Anh tên Thích hả? Dạ. Lúc trước thì chị gặp anh đó thì anh với chị sao? Không, ổng là bình thường. Bình thường luôn hả? Nó là hồi đó nè. Ôi trời ơi. Hồi đám cưới đó nè.
Trời ơi, gọi là mình gọi là một cô thiếu nữ cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn mọi người. Hồi đó đẹp dữ lắm. Anh hồi đó cũng cả trăm ký nữa. Trời ơi. Ông bệnh ký cái ông ốm gì đó. Cho mọi người xem gõ cái tấm hình này nha. Một cái tấm hình mà phải nói là cực kỳ đẹp khi mà Tú 18 tuổi. Chồng sao bao lâu mấy phát bệnh chị? À, có chồng năm tháng mấy rồi nó cầm đổ đồ gì đó. Cái chồng nó đi làm mà đi bỏ luôn. Để nó bệnh nhiều. Chị vui lắm, chị hai cho con cùng lúc luôn. Đi Sài Gòn chị tùm lum vậy đó. Ừ. Rồi, trời ơi. Chị phải nói cực kỳ xinh đúng không? Hồi nó đẹp lắm. Ừ. Thế đó nó mập bên này, nó ốm lại đám rồi, nó ốm lại. Ừ. Đẹp lắm. Ừ. Rồi bây giờ chồng bỏ luôn rồi. Bỏ luôn. Chồng ở đâu? Ở Đầm Dơi. Đầm Dơi hả? Bỏ luôn, nó không tới luôn, nó trốn luôn. Gia đình người lớn cũng trốn luôn. Rồi mình thôi cái chuyện đó. Bên chồng thì mình bỏ qua một bên. Đúng rồi. Rồi bây giờ là từ đó giờ chị làm cái công việc gì, chị nuôi cho Tú với lại anh? Chị căn đồ ăn tôm á. Thế sao cha con mắc bệnh nhiều á, cái chị đi lột tôm. Đi lột hải sản á, trong xí nghiệp á. Mà chừng 2 năm nay nó nhiều quá, ở nhà chăm á, mà không ai giữ nó luôn. Mới đi ra đó là nó khóc rồi đó. Anh làm cái công việc gì? Anh bán vé số. Anh ngày bán được nhiêu tờ? Bán được 180 tờ mà hôm hôm nay ông bệnh nhiều quá, ông đi không nổi nữa, vé số vỡ số. À nhớ rồi, hôm trước là em có gặp anh ở một cái quán cà phê, anh mời vé số em. Có gặp ai em đúng không? Em có ủng hộ vé số anh á. Nhớ không? Ừ. Em đâu biết hoàn cảnh mình vậy đâu. Trời ơi, chết, nó bán nhà rồi cái không có nhà chỗ ở, để ở đậu. Ở đậu trên ngoài cái gì đuổi mấy người trong chùa người ta thấy á. Họ nói cái này cái lỗ này để dành chôn bà nhà chồng. Đây là cái mảnh đất dùng để chôn mẹ chồng mình. Chôn. Cái bà chồng lúc còn sống cái bà kêu nhỏ em chồng cho mượn, cho anh Tư mượn ở đó. Không có chỗ ở. Rồi hồi đó cái địa. Cái thổi đất lên, người ta cho người ta thổi đất lên. Ừ. Rồi cho anh ở trong nhỏ em ruột nó chửi dạ. Cho một năm năm đây. Bây giờ mình ở đây mấy năm rồi? Được 2 năm mấy rồi. Rồi cái nhà này là tiền đâu mình cất lên ta? Nhà hội lần chùa nó người ta là gáp cho. Ừ. Người ta làm cho hết cho mình dạ. Luôn. Rồi trước đó là mình ở đâu? Trước đó là đường nãy con đi ra đó ngay chỗ cống á. Dạ. Tới cống chỗ bản gì an ninh trật tự á. Dạ. Ngay chân đó luôn, cái nhà kia rộng thật rộng đó, nhà ngay chân đó luôn đó. Hai cái. Rồi bán cái nhà luôn. Bán cái nhà. Bán để lo bệnh cho anh với anh bé. Anh với nhận bé nè. Ừ. Đi tới Biên Hòa Đồng Nai. À, đi tới chung đi quốc tế. Đi quốc tế chị nó hồi lúc mới đầu đi quốc tế, đi không có bảo hiểm gì đâu, quốc tế không à. Rồi đi nhiệm di đồng. Rồi vừa rồi nó tính nó chết, nó bị chà gãy nằm chẳng biết lâu. Bác sĩ bác sĩ nó bệnh gì? À, chẩn đoán là nó bị gen di truyền bên nội nó. Chị không hết. Nó giật lại, giật miết luôn. Nhìn gương mặt của chị bây giờ vẫn còn rất là xinh luôn á mọi người. Và bây giờ một mình chị phải gọi là hai gánh nặng luôn. Thì nó mới ra đó nè, khóc mẹ nó ướt rồi. Vừa rồi nó chết này thì còn nó chết chẩn. Cái năn nỉ bác sĩ thôi, chị gán chị cho con đứa con gì đó. Cái bác sĩ nói chị bác sĩ cũng cố gắng lắm rồi. Lúc mà đưa qua ngoài Sài Gòn đâu ấy cái đó cũng bác sĩ cũng cố gắng lắm rồi bây giờ chạy về Cà Mau. Chạy về Cà Mau cái đưa xe cấp cứu. Cấp cứu Cà Mau quay lên chảnh chở về. Ta cũng mấy người ta thấy thì người ta chở giùm không mà ta không lấy tiền. Cái cấp cứu chảnh chở về nằm Cà Mau mười mấy ngày nữa. Là tổng cộng là năm gọi nằm tới gần 3 tháng trời đó. Chị nuôi hết. Nuôi hết trơn. Còn cha nằm ngay chân ổng đi theo luôn. Bà ổng đi lạc không, người ta đâu có cho lên lầu chính đâu. Ổng nằm ở chỗ người ta nuôi bệnh á, giờ gãy người ta nuôi bệnh rồi sao. Và cấp cứu ra ngay chỗ thang máy đó. Nằm đó. Nằm đó mười mấy ngày. Ờ, thật ra từ cái giai đoạn mà chị Tú, em Tú á, mạnh khỏe là một thiếu nữ xinh đẹp. Đẹp lắm. Đến thành một cô gái mà bà phải mang một cái căn bệnh tật nguyền như thế này đó. Thì có bao giờ chị lại cảm thấy mình kiểu là giống như từ ở trên cao mình gớt xuống vực không? Thì đó, gia đình chị là cũng không có tính đổi gì. Mày con bệnh cái chị lo đi chị không mà chị là nằm tháng đó. Đi ai đi đâu chỉ cũng nằm tháng mà đi cùng chị hai, điều hai cho con hết. Mà không bớt. Chị thầy bà cũng có thầy, đi thầy cũng có luôn, người ta chỉ mình đi thầy cũng có luôn. Rồi chỉ người ta ăn tiền mình thôi chứ thấy con mình không hết bệnh. Vừa rồi tính nó chết rồi đó. Tóc nó rụng hết trơn, vô thuốc tóc rụng hết trơn, má móc gà. Mỗi một
Ngày như thế thì gia đình mình phải tiêu bao nhiêu tiền và việc thuốc men thì như thế nào? Men đó thì nó lãnh ở trong, bây giờ lãnh chứ lần là mua ngoài tư nhân không à, tháng 1,6 triệu. Từ Sài Gòn tới giờ thì về làm bác sĩ là mua hay rẻ hơn đó. Hai thứ thuốc ở trong mà nhà nước á, còn hai thứ thuốc ở ngoài, hai thứ thuốc ở trong 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 nhà nước mà lãnh nó cho, chứ ở ngoài không có thuốc, kiểu nó uống thuốc dạng thuốc nghiện luôn rồi đó, thuốc nặng luôn rồi đó. Ngày nào cũng uống hết, uống mỗi ngày uống hai liều. Nè, hai thứ thuốc này nè là nhà nước cho cấp luôn đó, ở ngoài mua không có. Này là thuốc thần kinh chống co giật, nó giật dữ lắm, nó giật liên hồi luôn đó, nó giật là nó chết dắt luôn, nó chết queo luôn đó. Còn mình mua là hai thứ thuốc này thôi. Chị dứa là năm nay bao nhiêu à? Chị năm nay 47 tuổi. 47 anh coi như 47 luôn rồi. Anh với chị gặp nhau là chị có mình Tú thôi, con đứa con một con đứa con một. Thằng thấy nó bệnh gì à, đâu có dám, là thấy bên hội nó lặng có người bị á, chị không dám sang, sợ nó giống á, mà sợ không khỏi. Mình bệnh nằm chỗ cũng giá giang dữ lắm, cha nó giá dữ lắm, cầu trời cẩn phật nó mới được gì đây. Có khi nào chị cảm thấy mình muốn gục ngã không chị? Đó, ban đêm nó có ngủ đâu, nó mới thức thời đó, nó ngủ từ giấc sáng chứ tới giờ này ban đêm mới thức xuống. Hai con mắt á là nó không nhắm cái này giật, nó không nhắm được, canh suốt luôn. Không có chịu vật mà nó chết. Cái việc nằm như vậy thì vệ sinh cá nhân rồi chị phải thay hết luôn, chị phải làm hết luôn. Hết. Nó muốn gì đó, nó thích là nó muốn. Nhưng mà em muốn hỏi là về cái vấn đề mà tinh thần của chị á, còn ổn định được không hay là nó... Nhiều khi nhức đầu cái nằm được một chút chứ mình đâu có bỏ được con mình đâu, chứ đâu có ai chăm tiếp đâu. Từ ngày cha con nó bệnh giờ là như chị em không tới lui, người ta sợ đó, như người ta sợ dính líu tiền bạc mượn người kia nọ không trả người ta, như chị em không có thấy. Hồi số bây giờ khi vui thì mua mùa thì bỏ, bởi anh em có anh em là cha mẹ chết rồi buồn. Có mẹ ổng lần á, còn sống còn chạy trọt cho sữa cho sùng, là như cho chút đỉnh nó uống uống sữa mình đó. Cũng đỡ. Cũng đỡ. Từ ngày mẹ mất rồi là tới giờ anh em không có rồi. Sao lánh vậy? Đi số. Đi số gì mua như 2-3 tờ cái cho cũng 20,000 gì đó. Nhiều khi nhiều người cho người không, bữa có bữa không gì đó, rồi mình sữa sùng cho em bé nè. Chứ đâu có tiền đâu, chị thì không có bỏ đi được. Suốt gì đó. Chỉ có 180,000 từ việc thu nhập anh bán vé số thôi. Thì mỗi ngày như vậy thì mình chi tiêu bao nhiêu và mình trang trải như thế nào? Xăng. Cái ông uống ly cà phê là về nhà khi còn 50,000 à. Ủa, anh chạy chiếc xe được hả chị? Dạ, ông chạy người ta mới gắt chiếc xe ba bánh cho ông. Vậy là cái ngôi nhà này là trước đây là dùng để chôn. Thì đó, mã mà sao mã chưa? Ở trời. Đây mã không mà. Ở trời. Mã không mà. Hai cái con mình. Mã không mà. Mã không mà. Là chị ở có khi nào mình cảm thấy mình ngại ngùng về cái mặt kiểu sợ về mặt tâm linh không? Sợ. Năm giờ mấy 6 giờ là chị đóng cửa chưa? Không mở. Thôi sao mở? Chị có thường xuyên thắp hương được không? Thắp. Này chùa cắt cho luôn. Cắt cho chùa cho tượng Phật luôn. Để dành giá gian em à. Nên chùa cho ngày nào cũng giấy trề Phật mẹ nó mới mã không ở đây bây giờ để chung. Còn hồi đó là như kiểu lạng lạng đó, là hồi xưa mấy ở đây vẫn còn mã lạng đó. Có lúc này đó, người ta đúng 12 giờ đi mã giấy, ngày nào cũng giấy gì cái cơ 10 ngày nó mới đó. Cái gì nó chết queo, nó chết hoài, nó chết hoài luôn. Trước đây thì chắc Tú cũng tròn trịa ha, em thấy hình tròn trịa. Nó chuyện không được. Giật bây giờ nói chuyện đâu được, tiếng được tiếng không, nó nói đâu có được đâu. Chứ giật ghét rồi cái tay chân nó yếu chân, nó không có cầm gì được, nó không có cầm cái gì được hết trơn. Tay chân dò cặn nè, tay chân nè. Nó cầm nó giật không mà nó không có cầm gì được hết trơn. Chị có thể đỡ Tú lên được không? Ngồi hả? Đỡ ngồi được không? Con ngồi ha, mẹ đỡ con lên ngồi, ngồi con ngồi ha. Ha. Mẹ đỡ con lên ngồi tí. Ha. Ha. Nó cơn gì lắm, nó cơn cứng ngắc à. Không được. Thường là có ngồi được không chị? Không, hồi từ ngày nó bệnh nhiều bây giờ vậy nó không có ngồi. Nó cơn cứng ngắc à. Ngồi mẹ dịnh. Đó. Con ngồi đi, con ngồi nha. Con ngồi cho mấy chú quay phim kìa. Không, chị cứ để xuống đi.
chị khó chịu rồi đó. Em Tú khó chịu đó. Nó nằm không mà. Đó thì nó ngồi là nằm tại chỗ 8 năm nay luôn. Nó nằm tại chỗ là 2 năm nay rồi. Còn mấy năm trước nó còn ngồi lên được. Ừ. Nó ngồi nó coi tivi rồi được. Ừ. Bỏ giò xuống. Thật ra thì nếu như mà đói ăn ngủ nghỉ đấy rồi là chỉ là mẹ là bắt chứ không có người ai vợ được rồi. Đâu ai biết ai biết ý ở đâu, bị gì nó nói chuyện không được đó. Nói chuyện không được, hôm qua vậy đi chợ về. Ra rửa chén một chút xíu mà mẹ ỉa la nó khóc á. Dạ. Tối ăn cơm được nhiều không chị? Ăn chừng nữa, rửa chén chừng nữa. Em hỏi thiệt chị Dứa, hỏi có câu thì chị có thể là làm cho chị buồn, nhưng mà em muốn nghe cảm nhận của chị. Có khi nào chị đi chợ ở ngoài chợ, hoặc là chị đi làm á, thì mình thấy người ta có con gái, người ta cùng ở chợ mà mẹ mình đi chợ ra ngoài đường, hoặc là người ta có ghế, hoặc là người ta có cháu ngoại, cháu nội, thì mình, con gái của mình trước đây cũng như vậy, hiện nay thì coi như là mọi sự trăm điều đều nhờ chị á, thì có khi nào chị vừa đi chị vừa khóc không? Buồn lắm, khóc hoài. Con đêm mít nó ngủ giống không nè. Con này ngủ trong buồng. Mày dỗ nó xong mấy chị mới ra ngoài. Nếu sao chặt đó. Nè, cái tay nó hay ra đây nè, cái nó khó ngủ. Chị nằm này đâu có dám ngủ, đâu có dám ngủ đâu. Cạnh con suốt. Nó khó ngủ ngày xưa. Ngủ lúc đó đi chị vừa có thể vừa đi vừa chảy nước mắt đúng không? Khóc hoài à, khóc hoài. Thấy con mình tội nghiệp. Con nương gái một cưng nó dữ lắm mà nó còn bệnh nữa. Ngày nào cũng tôi kêu rồi, mẹ nó mà ngày nó... xưa mà lúc còn khỏe mạnh á thì chị có thừa, chị Tú có thường xuyên giúp đỡ chị những cái công việc nhà đó. Như hồi đó chị ăn thơm đó, nhà tôm thịt đó, cái ở nhà chích đó, xú đó, lần mà công chuyện tiếp giỏi khôn lắm, ngoan chứ không đi chơi như con người ta khôn lắm. Coi trước coi sao, nhà không đi đâu hết chứ. Không đi đâu hết. Không đi đâu, chân đi học rồi về nhà làm chuyện tiếp mẹ. Học hết lớp 12 không? Nó học rồi, nó học lớp 8, lớp 7, lớp 7, lớp 7, 8 rồi. Tự nhiên thấy con mình vậy mà tự nhiên ngã bệnh vậy, cái nó thân xác của chị, của Tú nữa kìa. Rồi nỗi lo của chị vẫn còn đó nhiều. Cho nên nó là nói em chồng cho mượn đất hay này, nó 5 năm mà nói ông thầy nào chế bất tử lại lấy lại thì bị gì là chỉ là người dân, mấy ông bên nội là gì đối với mình người dân này, ông này ông chết này. Em không muốn chia sẻ về những cái vấn đề liên quan đến bên nội bên ngoại nhiều, tại vì đôi khi lên mạng thì nó cũng cũng không sao, khó xử. Không sao, chị có chị gì chị nói đây à, như kiểu là chị không có nói như vậy. Nếu như có một điều ước thì ngoại, chị ước mơ cho mình có một cái căn nhà trước hay là chị ước mơ cho con mình khỏe mạnh trước? Chị em cả hai, như kiểu giá cho con mình khỏe đi. Khỏe chứ. Rồi có căn nhà nhỏ nhỏ, vợ chồng con cái mình ở cũng vui nữa. Giờ nhỏ em á nghe nói là ở đây 5 năm vậy đó, là trả nhà lại mình đâu có chỗ đâu ở. Nhỏ em nuôi đi làm chung vậy đó, đất thì cái nhà nó rộng. Nó cho mượn mà ở hoài, ở thì kiểu không lấy lại đó. Nó cho mượn 3 thước rưỡi à, mà đất thì có đất sẵn mà giờ đâu có tiền đâu cắt, nó cho mượn. Cái cảm xúc mà từ một gia đình đầm ấm, người chồng bình thường, con của mình thì cũng bình thường cũng có nhà cửa như người ta, rồi bây giờ thì lại sống thì không biết là khi nào bị người ta đuổi đi, rồi con mình bây giờ lại trông chờ vào mình nữa. Thật ra có đôi khi em đóng vai là chị, có đôi khi em tự cảm nhận một mai mà mình già yếu, chị già yếu lên không thì không. Con của mình sẽ như thế nào đúng không? Có nói như kiểu mẹ một mai mẹ có chết bữa con nhà mình ba đi vô chùa. Ừ. Sao? Đi vô chùa ở, chứ ngoài không ai nuôi đâu. Tại vì mình đang không ai nuôi nữa. Như kiểu mình còn mẹ đây nè, mà dòng họ hàng ngày không ai lại thăm viếng con mình, chứ người ta thấy người ta sợ đúng không? Người ta sợ, người ta sợ ám ảnh. Bên nội nó bị bệnh mẹ nhiều lắm. Mẹ cười mà sợ ám ảnh. Mẹ ruột á. Ai nói cái câu đó? Ai mấy nói? Cô đó, bên nội. Có nghĩa là nói đem vô chùa á, mấy cô. Không, chị nói. Chị nói với lại Tú à? Ừ. Nhưng mà Tú cảm nhận được không? Được. Biết nó biết hết trơn, mà nó không nói được. Nó không được, chứ biết.
Em biết hết giờ. Bên anh em rồi. Họ làm cái gì bên ngoài á, chỉ lúc bán nhà, cái mướn nhà chỗ ở, không có tiền ở á, cái gửi nó về ngoại. Ở trên ngoại chị thì ở bên dì chồng, hai chồng ở bên dì chồng ở đầu, nó ở trên ngoại. Cái đuổi nó biết. Dốt nó biết. Biết. Cái giờ ngủ nó lâu, ngủ về ngoại chơi, nó nói thôi về ngoại đuổi, nó không chịu về. Có nghĩa là mọi người thấy Tú như vậy thì cũng xa lánh đúng không? Ừ, xa lánh. Khi mà lúc khó khăn nhất thì lại cần những người thân, những người bên cạnh, những người đồng hành, dòng họ. Nó nói ngoại đuổi nó biết. Lúc mà biết hả? Biết. Có khi nào lúc mà chị nói cái câu đó thì Tú khóc không? Biết, nó biết, nó nói theo. Nó theo hả? Nó nói, ngoại đuổi con phải không? Nói cho chú nghe, nó nói khó, nó nhận. Nhưng mà lúc mà chị nói vậy thì Tú có chảy nước mắt không? Khóc. Khóc hoài, ngủ đi hôm qua ngủ ngoại chơi nó không đi. Nó biết hết trơn à. Mà nó nói không được đó. Nó kênh không được. Nó kênh vậy lắm. Đạt có nhìn nhận thấy là phải nói Tú rất là xinh gái đúng không Đạt? Đẹp lắm. Một gương mặt cực kỳ đẹp. Một cô gái sống mũi cao nè. Mắt hai mí chân mày lại đậm nữa. Cực kỳ đẹp gái luôn. Gái đó. 18 tuổi thì cái tuổi 26 tuổi là cái tuổi xuân thời nữa. Cái tuổi đẹp nhất của thời con gái mà đó chị lại như vậy. Cái ông mà ông là để ông nói chuyện đạo đức mới gả. Dạ. Ông nói chuyện có đạo đức. Không hôm nay như mình hỏi chị cũng có nói như bên nội nó có một người nhiều người bệnh gì đó. Ừ. Mà không biết nói dính không. Ừ. Cái bên chồng anh ấy thì không có sao. Ừ. Bệnh gì cũng có thuốc gì hết chứ người ta không có sợ. Người ta chấp nhận người ta cưới. Đó, mấy ông đâu có gả. Đâu có gả. Sớ rồi. Không rồi. Bé mê đậu rồi. Anh bị trước Tú mà anh ngoe hay đi như kiểu càng bước tới bước lui ít thôi, hơi à. Ừ. Nhẹ thôi. Rồi sau thời gian sau rồi con bệnh người ổng làm như ổng tinh thần ổng cũng ấy luôn rồi ổng bệnh theo ổng nhà chồng cũng bị. Bệnh này là bệnh di truyền từ anh rồi. Bệnh di truyền. Không phải là do con bệnh sớm nữa. Do cái mình tâm linh. Dạ. Thì bây giờ chắc có lẽ là trao đổi với chị Dứa thì anh thích đúng không? Nhớ một đó. Anh thích cũng rất muốn nói chuyện với tụi mình luôn nè mọi người. Ông chào anh. Nhiều lắm. Anh nói sao anh ngày xưa gã gái là sao? Ý ông chui á, ông nói ai bệnh nói chuyện có đạo đức. Nó coi bây giờ bác sĩ rồi, chị đâu cũng có bác sĩ, đừng có sợ. Đó, bây giờ mấy bác sĩ ở đâu cũng có chị, chứ đừng có sợ. Coi ông không, mới đầu đằng này không gã. Ông nói bây giờ gã, có bác sĩ giờ nhóc cái chân, đừng có lo anh xui ơi. Đó, không ngờ tới ngày con gái mình mới đổ mồ hôi rồi là gia đình bệnh bỏ đi luôn. Tới bây giờ không có quay lại thăm con gái mình. Có nghĩa là lúc mà mình bệnh thì con mình còn mạnh khỏe. Mình nói thì trước. Mình anh có thông báo với đàn gái trước. Ừ. Đàn trai trước rằng là tôi sợ di truyền. Ừ. Thì bên đàn trai mới nói là bây giờ có thuốc trị hết rồi. Lo dành xui mà khi mà ngã bệnh xong là bên đàn trai mất tiêu. Chưa mới đổ mồ hôi à, chứ lúc đó chưa mới đổ mồ hôi ơi là đi luôn tới. Mới bệnh lại đổ mồ hôi. Rồi lúc đó anh buồn dữ, bỏ dữ không? Chị chứ ở xóm nghiện công an đồ kêu đi đại xuống dưới thơ quốc đi. Thì nói công với tụi thành niên á. Tao cũng ăn rồi, ông bến à. Chưa đi bắt ở đi với tụi thành niên. Thôi, những người ta bắt đứt quá, bỏ luôn. Bây giờ em muốn hỏi anh thích nè. Thấy mà chưa đủ tuổi. Thấy mình là con của mình. Ừ. Như vậy thì thấy vợ của mình một mình, vợ của mình còn mạnh khỏe mà phải chống chọi nhiều thứ như vậy. Ừ. Thì có khi nào buồn thương vợ thương con mà tự động khóc không? Buồn thì có đứa con một đi đâu cũng cháy trời Phật mẹ nó mẹ nội bên sơ mẹ ngày nào cũng cháy nhờ em gái gì chừng phé mới đỡ. Cái lúc trước là lúc nằm ở Sài Gòn kìa, để đâu chết. Ra cái ngoài đi cô gì chút ngoài, hay ngoài Gòn ra ngoài. Người ta chỉ ra ngoài lại, Rồi bắt đầu nằm ngoài tới Sài Gòn về đi. Ngày nào cũng cháy trời Phật. Như mẹ nó mãi, nội bên ra mà. Ngày nào cũng cháy gì, nó mới đợi. Chứ không phải là nó chết luôn. Mà lúc trước người ta dậy, cỡ nửa tháng liền, cháy ban đêm, 11, 12 giờ đêm. Giấy gì đó, nó mới rồi bắt đầu từ từ mình giấy băng đêm rất quen rồi nhiều khi ngủ quên
chứ lúc ban đầu thì phải đúng gì đó hả, do người ta nó cỡ nửa tháng gì là đỡ thế đó, rồi lúc mà tới bây giờ cũng giấy ban ngày à, lúc nào cũng giấy cho con không giấy trời Phật trước, trời Phật mẹ nó mày nội bên cha mày đó, ngày nào cũng giấy gì. Cái điều mà anh thích có thể làm được cho vợ mình và con mình đó là khẩn cầu ơn trên cho con mình được khỏe lại thôi. Và anh nói với lại em một điều là chỉ cần cho con mình khỏe lại thôi chứ anh không cũng không có cần nữa. Thì đó có xuống tóc nó chứ uống sao ăn lạc nữa. Ăn lạc. Không xuống tóc con ăn lạc thì luôn á, giờ ông cạo hết mấy cái đầu. Đang con mình mạnh khỏe về nhà. Mạnh khỏe về nhà, bác sĩ về nhà thôi là xuống tóc mấy lần với ăn lạc nữa. Ăn lạc là ăn chay. Ừ, ăn chay đó. Dạ. Là lúc trước cũng có luôn. Xuống tóc mấy lần cũng nhiều lần. Giá con bây giờ mà giá con mình mạnh khỏe đi đứng thôi. Rồi mỗi cái chùa xuống cái cây đều hết. Ngày mới đi chùa vậy đó, tôi chùa chưa muốn quay luôn. Khi người ta cảm thấy hụt hẫng nhất mà bất lực nhất thì đâu mình xin chỉ mong một cái phép lạ nó sẽ xảy ra đối với mình. Có khi nào giống như câu hỏi nãy, đôi khi thì một người khỏe chăm sóc một người bệnh thôi cũng là thấy đủ mệt mỏi rồi. Và này chị phải chăm sóc đến hai người nè. Hai người mỏi mệt lắm kìa. Mệt lắm, nhiều khi nằm trên bao thấy con mình nó là hết bệnh, sáng là đi bình thường cũng bơi, nó giật mình thích gì rồi cái nằm giờ giấy chị bật mẹ nó mà nằm bao bên hoài. Cho nó mạnh khỏe đi đứng được rồi mình xuống trái cây trở lại rồi ngày nào cũng giấy gì mấy ngày nào cũng lên vậy thì bây giờ anh bán cái thu nhập chính là anh bán 180 tờ giấy số hả chị? 180 tờ. Vậy là được 180 ngàn. 180 ngàn anh đổ xăng, rồi anh hút thuốc, uống cà phê, ông về gia đình đủ. Ông về tới nhà không đủ đâu, ông về tới nhà bữa nào về có 50 ngàn dữ lắm. Bữa không có anh. Ông bán cái ông ngồi trai thấy phải không? Kinh thấy không? Ngồi quán cơm. Rồi ngồi chỗ này chỗ kia vậy đó. Rồi bán vậy ông đi không nổi, ông đi bê ông đi không nổi. Dạ. Nó con cái ăn hai chân rồi không gắn mặt này lấy cái gì về chứ. Chi phí gì là đắp đổi qua ngày nào hết ngày đó thôi chứ còn tiền trị bệnh thì đâu có hả chị? Đâu có đâu. Chị mắc đi làm thêm mà giờ tôm Tết không có, lọc tôm biết lâu không có tôm hả? Ừ. Hồi Tết giờ mặn được có ngày gửi. Ừ. Không mặn không được 200 ngàn. Cho em lại gần tú được không? Bình thường. Nói chuyện được không chị? Không, hỏi cái đứa nào nó nói được không? Chào em. Con chào anh đi. Chào anh đi, con đừng nói được không? Chị biết chị. Chào anh. Ô, nói gượng gạo luôn. Tên gì? Con tên gì? Mấy gần. Tên gì nói con? Con nói gì? Con tên gì nói hả? Thì biết hết đầu biết, không biết hết mà nói không nói được. Không được. Tức chứ. Chủ động không được thôi. Con tên gì con nói anh nghe. Con tên gì? Thôi em nói. Cái tai cứng nhắc. Cứng đơ luôn. Đỡ bệnh lắm. Mỗi lần nói chuyện là cái cơ tai này nè là phải gồng lên cực kỳ luôn. Mọi người thấy không? Đó. Tú phải gồng vậy á. Gồng cái đó. Đôi khi chia sẻ những cái thước phim như thế này á thì mình lại cảm nhận được như thế này. Mình sinh ra được đầy đủ chân tay, được khỏe mạnh và đủ ăn đủ mặc là mình cảm thấy mình vui, mình hạnh phúc hơn và mình may mắn hơn rất nhiều người phải không cô bác quý anh chị? Đi vậy ha. Và nè Đạt nằm chợ gãy nè. Ờ. Nó ốm gì đó. Ốm quá. Một số hình ảnh nó đáng thương quá. Hôm nay thì thật chị thì em cũng có duyên với chị nè, có duyên với cái hoàn cảnh của mình nữa. Như vậy đây là đỡ thì, đỡ cái vụ anh tự nghĩ ăn uống có mùi dữ hay nói không à, lúc vô nói hết trơn. Chuyện nước ấm ăn, chuyện ống tiểu, chuyện ấm hết. Ngồi chết không? Ngày nào cũng chết. Xỉu nó chết không? Giấy nó mà cái người dùng hộ ông khủ với ông nữa. Chứ ngày nào đi qua ngồi quán giấy chết. Ông ngồi với ông giấy, người ta mấy thằng bảo vệ và nó đuổi. Bây giờ thông qua clip của tụi em nè, chị có muốn nói lời nào với cô bác của anh chị không?
nói như sao giờ chị cũng không biết nói như sao. Chị giá cho con em xin thì chứ không tội nhỏ ngay cô bác này thì cũng giúp đỡ gì chị đó. Chị cũng mong ơn con chị với mồng chị cũng gian giấy như chị cũng muốn con chị nó khỏe bắn vậy đó vậy chị làm chị nuôi chị nói hoài chị nói giá cho con chị mồng nó khỏe nó ngồi dở không nó ngồi nó chơi nó ăn bình thường đây là chị đi ở đợi cho người đó hoặc chứ đi mặn như kiểu mặn cho người đó là suốt luôn đó không nghĩ là mình là cái số phận mình là nó sẽ sướng đâu hơn như người ta hay gì không bao giờ chị giá cho chị con chị nó khỏe thôi khỏe kêu nó ngồi nó ăn uống gì được thôi nó đi tới lui ở trong nhà khỏi mặn gì hết chị cứ mặn cho người ta chị ở đợi người ta chị mặn theo cho người ta cũng vẫn được chứ chị không cần gì hết người ta nói là tình mẹ bao la như biển Thái Bình ra chân chị nè không có còn mặn mà suốt luôn mặn là tới mùi tôm là chị mặn là chảy máu ai chứ không mặn bởi vì cha con nó rồi ở nhà rồi sáng phải cơm nước rồi ăn nó đá ỉa rồi ẩm bồng tại ga cầu trời nó ẩm ngàn lần chị muốn xỉu vậy nó giặt cho nó kênh nó nhảy chú ngủ cho nó để mình ngày nào cũng dây chì bật mẹ nó kênh đùi nó đầu cứ ngắt chứ làm con người cho nhà thôi bây giờ như thế này nè. Hôm nay thì em cũng có cơ duyên lành thai á, là vẫn còn ở Cà Mau. Tại mai chị không điện em thì em cũng không biết, cũng kế bên nhà của chị Cẩm Hường luôn. Thì cũng coi như chị em mình có duyên với nhau gặp được nhau. Chị điện tại chị không biết chị cũng thấy mới coi cơm mới coi sáng rồi. Chị Cẩm Hường làm như là chị ưa lại nhà chị Hường, chị duyên chơi, chị Hiền chơi vậy đó rồi cùng chị cũng gặp. Hôm nay em đến đây á thì trước tiên á là em thay mặt cho chú Kevin Trần ở Mỹ và sư cô Phước Liễu ở Úc gửi cho mình chú Kevin Trần gửi 1 triệu với lại 1 chai dầu giúp cho chị còn đây là sư cô Phước Liễu ở Úc gửi cho 1 triệu vì chị cảm ơn chị sư cô ở Phước Liễu chị Phước Liễu ở Úc chị mang ơn nhiều lắm rồi với lại chú Kevin Trần cũng cảm ơn nhiều lắm giờ cũng chúc cho anh mạnh khỏe ăn cho giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn rồi đó. Cũng dễ chơi. Chị không biết nói sao giờ. Con chị vợ chị cầu khẩn dữ lắm. Buồn lắm, buồn khóc hoài à. Khóc dữ lắm. Chứ không biết nói gì chứ. Thôi thì cũng đã gần ấy thời gian chị cố gắng để mà nuôi cho Tú rồi. Và cũng như là săn sóc anh. Thì em mong gần thời gian tới thì chị luôn có một cái sức khỏe dồi dào. Để mà cùng chăm sóc cho anh với lại Tú là một cái chỗ dựa tinh thần cho cả gia đình của mình nha chị nha, nhớ cố gắng giữ gìn sức khỏe đừng bao giờ gục ngã và cũng mong rằng cô bác quý anh chị khi mà xem được đoạn clip này có thể chia sẻ cho nhiều người biết thêm về cái hoàn cảnh của chị Dứa cũng như là nuôi người con gái của mình và đây là cái tay của anh. Trước khi nói kết thúc cô bác quý anh chị coi là cái bàn tay này dài chưa tróc hết rồi mọi người dài lột da hết luôn chai tay bụng nhỏ đi còn quỷ hết chai tay hết luôn nè mọi người bụng nghĩa đấy em bụng nghĩa đấy ăn uống đi càng nhiều thì mình lại cảm nhận cái sự khó khăn nó càng bao phủ nhiều hơn và mình cảm thấy là mình một lần nữa là tụi mình cũng được may mắn hơn để mà kết nối như thế này một lần nữa thì xin vừa hồi xin chân thành cảm ơn chú Kevin Trần ở Mỹ, sư cô Phước Liễu ở Úc, cũng như là tất cả các mạnh thường quân đã đồng hành cùng Bùi Hồ trong thời gian vừa qua và sắp tới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở clip sau ha.